khát vọng mùa vàng tuần này, kính mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ nông dân Võ Văn Dũng đến từ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Anh Dũng xuất thân là một nha sĩ, do sức khỏe thường xuyên bị ảnh hưởng nên anh đã tìm hiểu và biết đến cây sâm bố chín. Sau đó là củ gừng đen có dược tính rất tốt cho cơ thể. Nhận thấy hai loại cây này phù hợp với thổ nhưỡng tại địa phương cũng như Trà Túi Lộc đang có tiềm năng về kinh tế, anh đã mạnh dạn trồng cây gừng đen và sâm bố chín trên diện tích 3.500m2 để cho ra hai sản phẩm chính: trà gừng đen Túi Lộc và trà nhân sâm Túi Lộc. Anh Dũng mong muốn trong thời gian sắp tới sẽ đưa được sản phẩm đến tay người tiêu dùng nhiều hơn và hy vọng sản phẩm trà Túi Lộc sẽ giúp nhiều bà con nông dân có thêm nguồn thu nhập từ loại cây dược liệu này. Để hiểu rõ hơn về quá trình phát triển sản phẩm trà Túi Lộc của anh Võ Văn Dũng, kính mời quý vị khán giả đón xem chương trình Khát Vọng Mùa Vàng sẽ được phát sóng vào lúc 19:15 thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.